liên quan tới việc các gia đình phải mua bảo hiểm y tế cho con em mình à, với thời gian lên tới là 15 tháng đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận những ngày qua, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vừa có yêu cầu các trường điều chỉnh cách thu bảo hiểm y tế và đề xuất là học sinh có thể mua bảo hiểm y tế 6 tháng một lần. Theo đó, thì các đại học, học viện, trường đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên 6 tháng một lần tránh thu tập trung vào thời điểm đầu năm học. Các cơ sở giáo dục đào tạo không tổ chức thu các khoản bảo hiểm tự nguyện. Hiện Bảo hiểm y tế thành phố Hồ Chí Minh thì cũng là địa phương thống nhất hướng dẫn các trường có thể chia làm hai đợt thu. Đợt 1 thu 6 tháng từ ngày 1 tháng 10 2015 đến hết tháng 3 2016 với mức thu là 217.000 đồng và đợt 2 thu 9 tháng từ ngày 1 tháng 4 2016 đến hết năm với mức thu là 326.000 đồng chúng ta thì hầu như là ai cũng mua bảo hiểm và ai cũng đóng bảo hiểm nhưng mà tôi có đặt ra một câu hỏi đó là không biết là bảo hiểm ra đời từ bao giờ Uh, bảo hiểm thì có lẽ theo tìm hiểu của tôi thì bảo hiểm y tế được hình thành kể từ khi mà nền công nghiệp của chúng ta, nền sản xuất hàng hóa của chúng ta bắt đầu khi đó thì có những ông chủ, ông chủ thuê những cái người lao động làm việc cho mình. Bình thường thì họ trả lương cho người lao động một cách bình thường. Nhưng khi người lao động bị ốm đau bệnh tật phải nằm viện thì tất nhiên là người ta sẽ không được trả lương nữa. Vậy thì ai sẽ là người trả cái, những cái khoản đấy cho người lao động đây? Và thông qua một cái quá trình đấu tranh thì cuối cùng người ta cũng đã đạt được những cái khoản, những cái chính sách đầu tiên ra đời và làm nền tảng cho cái bảo hiểm y tế bây giờ. Tôi được biết là cái nơi đầu tiên mà áp dụng cái chính sách này thì đó là ở bang Massachusetts của Mỹ thì đã ra đời cái 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 quy định này và nó được áp dụng để bảo hiểm tai nạn cho những bệnh nhân bị chấn thương khi mà tham gia vào các cái chuyến di chuyển bằng tàu hay bằng thuyền bởi vì khi đó ở Mỹ thì cũng sâu rất là rối ren và đến khoảng khoảng cuối thế kỷ 19 thì ở Mỹ một công ty bảo hiểm đầu tiên đã ra đời và dần dần thì phát triển cho đến bây giờ. À thì ra là bảo hiểm đã ra đời như vậy và phát triển như vậy. À, còn quay trở lại câu chuyện về việc là điều chỉnh mức đóng bảo hiểm 12 tháng hay là 15 tháng gộp là một ở tại Việt Nam chúng ta thì tôi nghĩ rằng đây là một bước điều chỉnh cần thiết sau khi mà dư luận phản ứng gay gắt về mức đóng cao của bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên đầu năm học. Bình thường thì mỗi năm đóng 12 tháng nhưng mà sang năm nay thì luật thay đổi là phải đóng 15 tháng. À, phải nói với nhiều gia đình có 2 đến 3 cháu phải đi học, nhất là thời điểm đầu năm với một đống các khoản phí và thêm cả bảo hiểm y tế thì với cái mức đăng cộ, mức tăng cộng gộp như vậy thì gần như là gấp đôi thì là một gánh nặng không nhỏ đối với những bậc phụ huynh. À, tuy nhiên cá nhân tôi thì suy nghĩ rằng là chúng ta có cái sự điều chỉnh như vậy. Nhưng mà liệu rằng sự điều chỉnh như vậy thì có hơi muộn hay không bởi vì bây giờ đã là 13 tháng 9 rồi và chúng ta khai giảng từ ngày mùng 5 tháng 9 và đến thời điểm này thì đã có rất nhiều các trường là đã tổ chức họp phụ huynh và thu các khoản phí đầu năm rồi và có rất nhiều phụ huynh thì cũng đã đóng cái mức cộng gộp 15 tháng xong xuôi hết cả rồi à, tôi nghĩ rằng dù đóng nhiều hay đóng ít thì tất nhiên nó cũng sẽ là một cái điều chúng ta tranh cãi nhưng rốt cuộc lại các bậc phụ huynh vẫn nên mua bảo hiểm y tế cho con em mình à, cách đây khoảng hơn một tuần Tôi có đi thăm một người bạn có con nằm viện ở trong trong viện đó thì uh, cháu đã sau khoảng hơn nửa tháng điều trị thì đã khỏe hơn rồi và lúc đấy thì tất nhiên mọi người đều vui vẻ bởi vì cháu sắp được ra viện tuy nhiên thì uh, mẹ cháu thì rất là buồn thì có hỏi vì sao uh, thì lại buồn như vậy đang lẽ con sắp ra viện thì phải vui vẻ chứ thì chị nói rằng là bây giờ cái khoản tiền đang chờ đợi ở phía phải đóng đây là một khoản tiền rất lớn như vậy là rõ ràng khi mà chúng ta chúng ta đóng bảo hiểm là một cái khoản dự phòng thôi nhưng mà khi mà chúng ta ốm đau thì nó sẽ có tác dụng còn là không nên vì những cái việc là nó quá lớn hay nó quá nhiều những cái chuyện tranh cãi như thế mà chúng ta không mua bảo hiểm cho con em mình